Biết mà anh hát nhạc chế không vậy? Lấy cái đàn nha. Hát nhạc chế vậy đó, hát đi nè. Bị thủ thuộc bài. Trời ơi, ông dạo rồi. Bây giờ bắt đầu cái gì thì đàn đi. Thôi. Bà tôi đàn à. Tôi đưa không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được. Để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc. Năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí. Hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Cái em cảm thấy sợ. Bà muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, là cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai? Cao. Nha anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, chứ còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ khác nhau. Rồi, bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa? Hôn như có được. Bạn không rồi, thích cái gì mình nữa? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi, chứ em không có đoán. Không nói được. Là không làm hả? Không đoán được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi, chẳng đi mua. Cái lúc mình mua mình áp tặng vàng người ta không thích. Em không thích điều gì á người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thưa chị, có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt? Nhậu khoảng ba lon. Lăng nhăng? Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Không. Chắc không? Nguy hiểm quá nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vào ngoằng vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Ốc lại. À bên đây là không có, cũng có móng cái để làm chi? Không, móng tay này để cười cười, bên đây anh này cười cười. Ôi. Dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em mà họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi kìa. Hợp với này không nha. À chào cô giáo. Dạ chào anh. Thương quá. Dạ. Anh bên đây thì nè, thực chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người rất là thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có hả? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Ví dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn rồi, sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? À, gửi qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc giống như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi còn gì nữa, lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cái mũi cắn nè. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn, thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi vậy ha, hay trải hoa chỗ ngồi gì đó, hay là cái gì đó. Đó là như trong phim có chứ ngoài ít lắm, ở đây làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm ở nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt vô đông. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Có thể làm nến như anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi nè, bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ hay gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Hậu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỹ. Đây vô tình giống tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị ơi? Lấy cái đàn cho đàn nha.
chế gì đó hát đi nè. Không có chuẩn bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, ông dạo rồi. Thì giờ bắt đầu được gì thì đàn đi. Thôi. Bà tôi đàn à. Tôi được không, được không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một đàn pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó được chưa? Bà hát được rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô các tên. Hôm nay cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được, để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì, nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với con gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Em chào ông Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi bất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Và cố lên. Rồi, bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Anh có món quà. Em có hai. Tướng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn, còn phần còn lại thì anh với em sẽ, mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi. Ừ. Hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ nó cũng theo em mà nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ lên này. Chẳng lẽ anh nói yêu em sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận. Nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy nói gì thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao? Ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây. Sao quá. Khó phải hỏi sự thật chứ sao hỏi khó? Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mới khó gì, tôi làm mai tôi mới hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà đây được. Nên là nãy giờ anh không nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy những người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Dạ. Cảm ơn.
Rồi. Trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được hả? Nút này bấm không được. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm. Anh mới tình nào? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp con? Dạ? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói là Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chị mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi luôn. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ bảo hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái như thế nào? Vui vẻ hòa đồng. Vui bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh, làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, mình nói mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, chào chị. Chào anh. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im tin nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngò lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào anh sư, chị Bạch Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Mấy giờ làm chung la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng không. Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói là Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chị mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi nữa. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái
đồ bảo hôn nhân anh chị sẽ vững vàng hơn, hiểu hơn ha, rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui, vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Thật thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi, đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Anh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, không, bên đó nhà tôi. À, quên lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, thấy sang bắt quàng làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ mà. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi con cát. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Vì em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi, anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài chứ. Lúc trước thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Thì chắc được. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa, để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ đó, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ nữa thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha. Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nói không được, hát bài trước đi. Đứng đó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô 60 năm cuộc đời. Yo. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao. Ơi là thế, đời sống không là bao. Ơi là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Yo. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Yo. Nên khi yêu ai thì yêu cho trọn lời. Em ơi cưới là bao. Yeah. Yo. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền.
cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền mà sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được, cũng như hay đi ăn uống này kia đi đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì, ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà lạ vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng biết khắc nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi. Khi người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa? Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi cũng được rồi. Cũng hợp với áo nữa chứ. Đẹp quá. Dạ các bạn ơi. Mỗi người là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mà. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em thích thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng à? Cái màu giống ra. Giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Từ xịt xịt được đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Xịt vô đâu? Đây nè, dán tóc lên, dán tóc lên cho đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông gãi như vậy. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng xịt nhẹ nhàng lên giống như là cái gì đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng chuộng nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Và thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ rồi mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là quả. Cái đó mình cũng chưa biết. Chắc để cho đi luôn quá. Mình với chắc để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi được phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ta cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện
bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó khó tìm một người giỏi giang thế này lắm nha. Nó mới vừa ăn thịt chó xong. Em thì không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Tao nói đại là không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được hai mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em, cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà, tại sao chia tay? Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Rồi. Em tên là Đào Minh Anh ạ. Sinh ra và lớn lên ở quê Hà Tây ạ. Em hiện giờ đang làm việc và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở cảng hàng không quốc tế. Em làm cái khâu nào trong đó? Dạ em làm bên phòng cháy chữa cháy ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ạ. Xin tự giới thiệu về một bài về mà em tự sáng tác mà em run quá. Mọi người có thể cho em một tràng pháo tay không ạ? Rồi, ủng hộ em. Nghe vẽ, nghe về giới thiệu. Tên thật Minh An, sinh năm 88, sống nơi đẹp lắm Đà Lạt mộng mơ. Hiện nay đang làm kiểm soát chất lượng, mang nông sản sạch đến cho mọi nhà. Tính tình vui vẻ, hòa đồng lạc quan, thích đi du lịch mở mang đầu óc. Ưu điểm nổi bật, sáng tạo tự tin, nấu ăn việc nhà ra tay là xong hết, là xong hết. Biết đang móc lên cắm hoa nghệ thuật, chăm sóc cây cảnh cho tâm an nhàn. Khả năng âm nhạc, làm thơ, đọc sách, khuyết điểm cũng có, hậu đậu khỏi chê. Hơi lười thôi nhé, đừng chê tôi nhé. Đến đây mong gặp một nửa yêu thương, chữ nợ chữ duyên song hành một lối. Em xin hết ạ. Dễ thương quá. Bạn nghe hết cái bài về đó dễ thương lắm. Bạn nhớ gì trong đó không? Dạ em nhớ cái hậu đậu ạ. Trời ơi, bao nhiêu cái tốt không nhớ, nhớ cái hậu đậu không nhớ được. Một cái thôi hả? Dạ cũng nhiều cái khác. Cái nào nữa nói thử coi. Có nghĩa là bạn ấy rất là chu toàn trong cái cuộc sống gia đình à. Nấu nướng ăn là rất ngon. Cái hậu đậu em nhớ nhất. Rồi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh không có, điểm yếu nhiều lắm. Ví dụ nóng tính, cái mặt em thì rất là lạnh. Có người đi ra ngoài thì bảo em là gợi đòn. Nhưng mà em thì sống thiên về cái tình cảm. Em sống nội tâm ạ. Về cái vẻ ngoài nữa thì cái tóc em nó có một cái chút gì đấy anh em mình có họ. Gì? Tóc suy nghĩ nhiều nó rụng cũng một mớ rồi. Không sao cả. Có thuốc hết không lo. Ngoài cái bài vẹt đó, em gái có bổ sung thêm gì về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình không? Nhiều khi á, em rửa chén em rảy rảy cho chén nó khô á, xong xoảy một cái rồi treo nguyên một vòng nguyên một chồng chén rồi đó luôn. Rồi bà nói là chuyện bếp nút vô là... bếp là xong ngay. Xong ngay là xong, ngay là xong, ngay là bể hết. Em muốn hỏi là bạn nam có biết rửa chén để bù cho em cái điểm đó hả? À, cái việc nhà thì mình chắc là cũng làm được nhưng mà lười lắm. Thôi anh lười, em cũng lười, ai làm việc già. Thôi chị đề nghị mình ăn chén mũ hay chén nhựa gì đó. Chén bây giờ nó bán ăn lần là dục luôn á, mấy đứa khỏi rửa. Dạ vâng. Dạ vâng luôn hả? Rồi xong luôn. Em có tật xấu gì không cưng? Tật xấu hả chị? Chăng hình như hết rồi chị ơi. Hết rồi phải không? Dạ. Rồi tình trường. Em đã trải qua 4 mối tình rồi ạ. Cái 3 mối tình đầu á thì giống như là mình thấy bạn bè nó có người yêu mình cũng muốn có nhưng mà cái mối thôi đúng không? Dạ, cái mối tình thứ tư á em phát hiện ra là bạn đó không có chung thủy, bạn đó có người khác á. Thì sau khi chia tay á giống như là em mắc niềm tin vô tình yêu luôn á chị. Em tập trung cái thời gian của mình vào cái công việc. Cái thời gian còn rảnh thì em đi chơi đi du lịch vậy ạ. Nhưng mà em chia tay cái mối tình cuối đó là cách này bao lâu rồi? Dạ em chia tay hơn 5 năm rồi. Thì mọi người cũng sợ em ế cho nên cũng làm mai cho em. Nhưng mà gặp cái bạn á im quá em cũng thích rồi. Lại gặp cái bạn khác á thì ngày đầu tiên đi hẹn hò thì bạn đó nói mới vừa ăn thịt chó xong. Em rồi không thích người ăn thịt chó. Muốn hỏi bạn trai anh kia có thích ăn thịt chó không ạ? Thịt chó thì có ăn nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng không ăn. Thịt thà dữ trời. Tao nói đại nó không có đi, còn phải có ăn mà lâu quá không ăn. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao? Em thì cũng trải qua gom góp cho cuộc đời được hai mối tình đến bây giờ. Cái mối tình gần nhất của em thì là bạn học cùng với cấp 3 với em, cũng kéo dài được khoảng 4 năm. Wow, 4 năm thì cũng lâu mà, tại sao chia tay?
Dạ thì đứa nam đứa bắc chị ạ. Em muốn tìm một người bạn gái thế nào? Cái tính cách của bạn gái đấy mà mình có thể hòa hợp được. Không có tiêu chuẩn gì hết hả? Tiêu chuẩn thì nó cứ lụi lụi dần theo những tháng năm cái và cái này và cái này. Ví dụ đi. Khoảng tầm 3-4 năm trước ấy, có những cái ước mơ ai cũng muốn đẹp mà anh, ai cũng muốn có những cái một người mà người yêu mình đi bên cạnh mình cảm thấy tự hào á. Nhưng mà dần dần đến chia tay cái mối tình gần nhất ấy, thì em đóng cửa với tất cả. Nhiều người ta cứ nghĩ em là thế nào nhỉ? LGBT á. Rồi sao nữa? Vào cơ quan thì được mệnh danh là chị Đào. Em khổ tâm lắm. Dạ em sẽ chị Đào. Dạ, hôm nay chị tha cho em được không? À, chị có làm gì đâu. Ở cơ quan em là em chết nặng với cái vấn đề đó. À thế hả? Nhưng mà bản thân mình có thấy mình như vậy không? Dạ không, em rất bình thường. Nếu không mắc gì phải stress. Nhiều lúc em cũng hùa theo, em tan nước theo mưa á. Thế là em cũng cảm giác là đôi lúc nó tự ái thật. À. Ôi đâu sợ em ơi, anh đâu? Mà người ta còn nói anh BD mà. Ôi đâu, có gì đâu BD. Mà chị hỏi đừng em nói, nè, em làm trong cái môi trường lo. Chỗ đó tiếp viên hàng không rồi cũng nhiều, sao mình không có tìm được bạn gái ha cơ? Bản tính em nhút nhát rồi. Tự tin lên, không có cái gì stress, không có cái gì mà. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Nữa, chọc cho ta nữa. Không có đâu. Mạnh mẽ lên, vui thoải mái lên nào. Trời ơi, ngồi buồn ngủ quá à. Ok chưa? Lên coi. Mạnh mẽ lên cưng. Em mong muốn cái điều em ở người bạn gái mình là những cái điều như thế nào? Cái mong muốn nhất ấy, thì muốn chia sẻ với bạn gái là em luôn coi trọng gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có xe xua đua đòi quá. Thì hiểu được ý của em rồi đó. Bản thân em thì em thích người bạn trai như thế nào? Thì em đang đặt ra một cái chiến dịch gọi là chiến dịch 4D. Đạt đúng đủ đẹp. Thứ nhất là đẹp, bạn phải đạt chiều cao trên 1m65. Rồi. Bạn phải có sự nghiệp ổn định và có tinh thần cầu tiến. Rồi, cái đó đạt rồi đó. Đúng, là bạn phải đúng giờ và giữ đúng lời hứa. Cái đó đúng không em? Lời hứa với em là số 1 đẹp. Rồi, đúng giờ không em? Yeah. Chắc đi, em đi làm trái giờ. Vào đó, đúng giờ. Rồi, đúng luôn. Đủ thì bạn phải là một người đủ yêu thương, có sự bao dung và lòng chung thủy ạ. Có yêu cầu tóc tai gì không? Về đẹp thì em chỉ cần một bạn ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Rồi. Rồi, chàng trai bên đây cái gì cũng có, rất là hiền hậu, nói chung là tướng tá cũng rất là phong trần đẹp trai, chỉ có hơi hói hói chút. Được không? Được không? Nếu mà có cái khác bù lại thì cũng vẫn được ạ. Bù hết đó đẹp trai. Dạ được. Em ghét nhất cái tính xấu gì của đàn ông? Tính xấu của đàn ông á thì em không thích là bày hay, mề mề, nổ, khoe khoang á. Em cũng thích bạn như vậy, keo kiệt em cũng thích ạ. Có bày hay không? Em có lộn xộn thôi, em không lấy. Có lộn xộn. Lộn xộn với bày hay nó như nhau. Keo kiệt có không? Không. Hơi tính toán chút đúng không? À không, cái tính toán để cho gia đình chứ không có tính toán cho bản thân. Tiền ai giữ? Em thì không có cái khiếu giữ tiền đâu, em có bao nhiêu em hết. Cái này phụ nữ thích lắm, được rồi đó. Rồi. Nói chung là anh phỏng vấn qua lại thấy đáp ứng nhu cầu của em khoảng 80-90%, được ha? Yeah. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba mẹ, gia đình của dì Dượng, và em gái với lại bạn của em ạ. Cả gia đình mình luôn, dạ. Chào gia đình bạn gái ha. Rồi, nói mời chung cô là chú có lại gia đình luôn. Dạ. Xin chào và chào bạn trai. Thì tôi là Trần Thị Nhớ, là mẹ của Minh An. Và theo tôi thấy là cháu đây cũng được. Thì mong rằng là hai cháu tìm hiểu với nhau. Rồi, dạ. Cảm ơn gia đình ạ. Mời bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cả bạn đời của mẹ em, với cả em hàng xóm ạ. Bạn đời của mẹ em ạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tới Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả các vị trong... Hán Trường, tôi là thân sinh ra Minh Anh. Minh Anh tính tình thì chính xác là hiền lành, thế nhưng mà cũng rất quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Nhưng ngược lại có một cái ưu điểm là rất quan tâm chăm sóc mọi người. Công việc nhà là làm tương đối tốt. Qua nhận xét thì thấy thế này, cháu về cơ bản là chân thành. Tất cả mọi thứ là đều do hai đứa. Chú chỉ nói một điều với cháu thế này, tương lai của các cháu là cháu tự quyết định, phụ huynh cũng chỉ là người tác thành thôi, hãy suy nghĩ kỹ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ là thời gian để cho hai bạn trao đổi trực tiếp với nhau ha. Mình cũng hiểu được
nhận xét và suy nghĩ gia đình mình rồi ha. Mở rào. Mạnh mẽ lên nào. Cười tươi lên. Đó, có ba ngồi dưới thì đừng có lo. Tự tin lên nha. Rồi, không gian này là của các bạn đó, bắt đầu đi. Mình có lãng hoa mình tặng. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có món quà tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh mở món quà ra đi anh. Đây là một cái nón len do em tự làm, anh đội lên thử anh. Đội lên đi, đúng rồi, đội lên là đâu có thấy gì đâu. Tưởng đâu giò quẩy. Cảm ơn em. Dạ, để em đội cho anh. Đó là lạc ha, có nón đội hết thấy hói luôn, đẹp luôn. Hết hói luôn anh hả? Dạ. Ở trong đó có một bức thư của em nữa, anh đọc đi ạ. Gửi anh, điều em muốn nói. Em đã chờ chữ duyên, giữa dòng đời xuôi ngược, ngoài kia bao người qua, chỉ mình em đứng lại, đợi chờ một ai đó, nắm lấy bàn tay em. Em tìm anh lâu lắm đó, hy vọng người em tìm sẽ là anh đúng không? Minh An, cảm ơn em nhiều. Anh có quan niệm gì về tình yêu ạ? Với anh, tình yêu là chân thành. Nên chia sẻ cho nhau dù nhỏ. Được cái chia sẻ đó thì mình sẽ gắn kết rất lâu. Tính anh thì thật sự ra thì không hay nói đâu. Anh thích nghe hơn và thích được chê. Thật sự là nên chia sẻ, anh nghĩ là như vậy. Anh công tác ở Hồ Chí Minh là anh làm ở đây luôn hay là sao ạ? Anh làm ở đây. Thì em ở Đà Lạt á. Thì anh có ngại là khoảng cách không ạ? Hình như trên đấy có sân bay Liên Khương thì phải. Dạ đúng rồi. Làm sân bay muốn đi gì nào đi có gì đâu. Có được không anh? 30 phút là tới. Em không thích đi máy bay đâu. Hả? Em thích đi xe máy hơn. Trời ơi, xe máy sao đi nổi. Có những lần em cũng đi một mình, em đi phượt trên đó. Yêu nhau xa như vậy thì mình định là mình bao lâu mình mới gặp nhau một lần? Công việc của em thì thời gian cũng rảnh cũng nhiều. Theo em ấy, em muốn anh sẽ như thế nào với em? Không, anh thử nói về cái sắp xếp của anh đi ạ. Nửa tháng anh sẽ sắp xếp tầm 3-4 ngày. Vậy là nhiều anh quá. Trở lên đó. Em muốn là ví dụ như có một cái vấn đề về cuộc sống thì vui hay buồn gì á thì mình cũng tâm sự, mình chia sẻ cho nhau để hiểu nhau hơn ạ. Sau này á mà tiến tới hôn nhân á thì lấy chồng thì mình phải theo chồng rồi, thì anh có thể sắp xếp những cái công việc cho em được không ạ? Tại vì em á thì em học khoa nông lâm. Em thích làm thích làm cái mảng nhiều tiền hay cái mảng đủ sống? Yeah. Trời ơi, hỏi câu khó trả lời. Mảng nào cũng được ạ. Không, anh cái hỏi mảng nào mà mình cảm thấy yêu thích là được. Thì em vẫn là thích hoa thì em sẽ kinh doanh hoa. Anh rất thích một người kinh doanh. Anh cũng là một người đang kinh doanh nhưng mà kinh doanh nhỏ lẻ. Anh mong muốn rằng dù thế nào đi chăng nữa, mình hãy sống thật với cảm xúc em nhé. Dạ. Rồi, kết thúc. Người nhà của mình, ba mẹ của mình, ông bà, tất cả gia đình của mình, chúng ta không thể nào bấm dối con tim mình được nha. Hãy làm đúng với trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau nha hai bạn. Đấy, có ba mẹ, gia đình của cô gái hãy xin phép hẹn hò và gì đó. Dạ con xin phép bác ạ. Hôm nay chúng con đến đây đã làm cái duyên. Thì con xin phép bác được hẹn hò với em ạ. Rồi, bạn gái nói gì với chú đi. Cái khoảng cách nó hơi xa á, cho nên bữa nào mà bạn lên thăm con thì bác cũng cố gắng sắp xếp cho bạn lên. Yên tâm, vé máy bay bác lo. Có dùng hai đàn gái luôn. Liên với đàn chú có một vài lời cùng với đàn gái đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi giao chú lưu ơi. Chút đi. Đi đâu sau này đâu là sau mình này su gia mình đó. Sẽ là su gia thật sự thì sao? Xin phép với các bác này, các cháu ấy. Con chúng ta bây giờ có tuổi rồi. Thực sự là hôm nay nó là một cái duyên. Vâng. Cái này là duyên ông trời ông định. Và có ông Tơ bà Nguyệt đứng ở đây ạ. Thế cho nên là thôi thì trước mắt là trước lạ nhưng mà sau quen. Thế thì hôm nay chúng ta gặp mặt. Thế còn tôi thiết nghĩ là khi các cháu đã có cái động thái là đồng ý với nhau thì chúng ta sẽ có những cái mà gặp gỡ sau này. Thì cháu An cũng có những cái lo lắng. Nhưng cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả.
cái quan trọng là thương yêu nhau. Yeah. Còn công việc thì ông trời ông định rồi, đâu sẽ vào đó hết ạ. Thấy hai cháu nó đến với nhau mà đó là một cái duyên. Hai cháu nó có hẳn ảnh sau này thì để nó tìm hiểu với nhau. Dạ, dạ vâng, rồi. Cảm ơn gia đình ạ. À, thưa cô, thưa chú á, là rất nhiều người đang ngồi ở vị trí cô chú. Bây giờ họ đã làm xui với nhau tại chương trình Bạn Muốn Họ này. Và mong rằng một ngày sớm nhất cô chú cũng sẽ gặp nhau để chúng ta bàn cái chuyện của hai đứa nhỏ nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, con xin phép bác ạ. Nói chung là em thấy em này rất dễ thương, nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó, nói chung là nói chuyện em thấy em cũng nói chung là thích anh đây. Bạn gái thấy em trai thế nào? Em hả? Em thì nói chung là thấy thì được, nhưng mà có cái là em cũng hơi hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu, em tuổi tác bây giờ trên lệch 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi. Đâu, ông bà mình nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó. Là nhất luôn á. Dạ. Sách nói đó nha. Sách nói ông bà nói đó. Rồi dạ. Bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Bởi mình đã một lần gãy đổ, mình phải xác định lại điều này để hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi mỗi bên đưa ra quan điểm của mình đi. Nói chung là thông qua chương trình này anh nói chung là từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. À đó, quyết liệt rồi đó. Nhưng mà quan điểm hôn nhân gia đình thế nào nói cho cô gái nghe đi. À, nói chung là em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em. Bật kính. Rồi, bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu cách một cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu về mình đi, mời bạn trai. Vâng, là nói đầu tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác, anh chị em và anh Quyền Linh và chị Ngân. Gọi là chào thân thương và trân trọng nhất. Chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Dạ. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo, em vô sĩ ở chợ. Cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Không biết có phải có duyên hay không, là bữa thường thường em đi ngang cái chùa chiền, em hay đảnh lễ với quan thượng đại thần hay là tiên Phật, các vị tiên Phật rồi đó. Bữa đó em đảnh lễ xong nói đó giờ đi ngang đây là chưa có xin cái gì của quan thượng đại thần Nguyễn Trung Trực. Hôm nay cho con được xin ngài hãy cho con cái duyên mau tới, để con được hẹn ước trăm năm, để đến sớm với con chứ đừng trễ quá. Thì bữa đó xong cái mới về nhắn tin cho chị ban biên tập chương trình. Chị nói tiêu chuẩn em mà trước khó quá, thôi giờ em dễ dễ đi. Rồi em mới là dễ dễ lại. Rồi xong mà chị nói để qua hôm sau cho điện cho. Rồi sao mà thấy chị không có điện hết trơn, em cũng sốt ruột quá. Thì thôi giờ em điện cho chị. Rồi chị nói thôi còn một cái người đây nè. Thì em dễ dễ đi rồi chị ghép vô cho. Thì em dễ dễ chị hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn. Nói quá trời nói luôn á. Nói quá trời nói mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì cũng có hết. Đi hết luôn. Dạ. Rồi. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyễn Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên bên tài chính. Nhân viên tư vấn về tài chính ha cơ. Dạ. Ở Tiền Giang luôn. Dạ đúng rồi. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi rồi. Dạ. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Nói bên kia nó nhỏ bên kia không? 28 tuổi. Bên kia 30 tuổi, em 28 đúng không? Dạ anh thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không thành vấn đề gì, miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Là cuộc nửa sống đời đã chưa phúc. Có nửa đời giờ còn lo nửa đời còn lại, lo xa quá. Dạ. Em có khi nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sĩ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Thì giờ mình bỏ sĩ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang hay em hả? Dạ đúng Tiền rồi. Giang đó. Quyền nào?
Dạ hiện tại ở nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ Tho. Em ơi, hiện tại em đang làm gì em? À, hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. À vậy đó hả? Dạ. Anh cho em hỏi là anh ở Sóc Trăng à? Ờ, anh ở Sóc Trăng. Hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? Ờ à, đúng rồi, anh ở Sóc Trăng, ở giáp ganh ở xã Vĩnh Tân, ở đó là giáp ganh với Bạc Liêu, giáp ganh với cái thành phố lớn á. Thường thường dạ. Đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Ừ. Sóc Trăng nó xa quá, còn ở Bạc Liêu thì nó gần hơn. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu, lên câu coi. Cái cổ làm, dạ để lát kéo vàng ra để rồi làm quen có coi 2, 3 sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo rơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa. Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá. Hay quá em gái, hay không? Dạ hay ạ. Rồi bây giờ giới thiệu lại nha. Em Tân ở ấp Xẻo Xui mà... Xẻo Xu xã Vĩnh Tân à. Vậy mà anh nghe Xẻo Xui. Rồi. Xã Xẻo Xu em xã quá. À, chữ Xu mà Xẻo Xu xã Vĩnh Tân à. Vĩnh Châu Sóc Trăng anh. Em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng có gì nhiều, thì em cũng biết hát chút xíu. Rồi hát luôn. Còn khuyết điểm thì cũng hay quên. Rồi với lại đi làm thì đó giờ em cũng ít có nấu ăn, cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Cái vấn đề đó cũng em, không sao. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm. Em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy anh, dạ. Anh Linh anh yêu cầu em hát thì hát đối lại bển đi. Dạ tại vì cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Là cũng như là đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây, nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi em hát đi. Em cho em hát 2 câu thôi. Em hát 2 câu về bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Hát hay mà hát có 2 câu à. Dạ. Vậy là bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò, chỉ có một chuyến xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á, em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Bạn này là về tư vấn về tài chánh mà. Có nghĩa là bạn không đón mẹ được mà mẹ phải tự đi một mình đúng không? Thành ra em ơi nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Hai bạn này có giọng hát rất là ngọt luôn nha, nghe hát rất là cảm tình luôn đó. Dạ, thôi bạn rồi. bạn trai em phải cho bằng bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Nói thiệt với anh Quyền Linh thì lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à. Em nói thiệt em đã từng có gia đình trước á, là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu, em chịu. Nhưng mà thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngày lèn hoài, nó đi lên đi xuống ngồi lên, nó về hoài vậy đó. Để chừng mà nó sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chảnh xong rồi xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn luôn. Nó kêu em á, mày muốn ly hôn mày ly thì làm cái lẻ đi, tao chờ lâu quá. Nó nói gì đó rồi
Thì em không có chịu, má em cũng chửi nữa, nói con còn nhỏ mà mày gấp mày vội vã cái gì, để từ từ đi. Mà bên kia thì nó cứ khủng bố hoài à, nói thiệt luôn á, không có cái cảnh tượng nào mà cái bản cảnh tượng mà ly hôn chứ anh. Thiệt, xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra rồi thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương, thiếu đi cái tình cảm của người cha, thì em rất là buồn luôn, em thấy như là con tim chết lặng vậy đó. Bởi vì giờ nói chung là em mong mọi gần người tìm một cái người bạn để chung chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc, và trên thận dưới hòa, và giờ trên thận thì dưới hòa, trong ấm mà im, gia đình vậy là hạnh phúc rồi, đừng có mà có chồng rồi mà lèn èn không được. Nhưng mà vợ chồng nhau suy bởi kêu bằng mày không có tao không vậy? Có đâu anh, vợ chồng phải em nói thiệt, em ghét gắt cái câu, ghét những ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em, ví dụ giờ em quen người nào đi là ví dụ kêu xưng anh em, ca vợ chồng nghĩ cái gì không biết, mình trao đổi với nhau để tìm ra những cái hướng đi cho nó tốt đẹp hơn, chứ đừng có mà để chất chứa trong lòng rồi. Như nãy em nói là vợ kêu mày, em nói là nó gì đó. Cái này là em xin lỗi, em nói hơi quá lời, nhưng mà thường kêu mày tao mà, thì em thì xin anh với em không à, ít kêu mày tao lắm. Tại vì cái ngôn từ em không bao giờ thích cái đó. Ví dụ lên trình em nói em cũng thích đọc sách thánh hiền. Em nói chung là em hiện tại là em đang ăn chay. Thành ra em nói chung là không có hỗn độn gì hết. Em ở nhà năm mấy đúng không? Con mấy tuổi rồi? Lúc đầu là dạy xuống ở được cỡ năm. Rồi xong cái em không chịu, cha má nói thôi vậy ở đây rồi mà chịu đi, em không chịu. Cái nói thôi gì á, vậy chứ nghe lời cha má nói đâu rồi con nghe đó. Chịu xong tới chừng năm mấy xong cái mới sanh con để cái xong mới ly hôn đó anh. Còn em nay được khoảng 3 tuổi rồi. Vợ với ai? Vợ ở bên mẹ, nói chung là trai hay gái? Gái, tháng nào em cũng có ghé cho tiền. Nói chung là cưng lắm. Nói chung là có giấy ly dị chưa? Dạ có giấy độc thân rồi em mới lên đây được anh. Rồi. Dạ. Rồi, coi như bên đó là bên đó là một lần gãy đổ rồi đúng không cưng? Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa lâm xanh mà thương sưng nương á, mẹ chồng không thương quýnh chết tại ngã ba đường mà Hồng Khôn á, em phò chạy lâm xanh á. Còn bây giờ không có anh, sao mình yêu đương gì cái hình tướng, mà còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Rồi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ, cũng như là Trần Minh mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó, lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên đó. Người si mà Đỗ Trạng Nguyên rồi công hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà Trần Minh công dịch lụa đó. Trần Minh cố em chú dạ đúng rồi. Rồi thôi rồi. Bây giờ nghe tình trường bên đây đi. Em có cái chuyện em dạ. Có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà em ly hôn nay được ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. Vậy á. Hiện tại em đang có 2 bé, bé trai và bé gái. Bé trai bé gái rồi dạ. Ở với em bé gái thì ở về bên pháp lý thì là bên nội, bên cha, còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á, hai nhà của bên chồng em với lại bên em gần, thì em thì đi làm em ở trên đây, còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à, đi theo ngoại không à. Đi theo ngoại dạ. Còn hai bé thì nó chị em nó quấn quýt á, cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bắt ai hết. Chỉ là để cho tự nhiên cứ thích cho nhà đúng rồi. Thì đưa nó bên nội, thích ở bên thì nội bên thì ngoại lo, còn bên ngoại chị thì ngoại lo. Dạ. Không vậy tốt mà. Dạ. Vậy tốt mà. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Bây giờ nếu mình tìm hiểu được nhau, mình cho nhau cơ hội để cùng nhau gọi là thổi cơm chung ha. Rồi bây giờ thì mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Mình đang đi đến một cái mối tình mới, coi như làm lại từ đầu á ha. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào, em trai? Em theo như em mong muốn là một cái người phụ nữ phải nói chung là phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười, phải giữ gìn ý tứ, không có được mà nói năng mà sổ sàng bữa củi pha ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ thì lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la, chứ đừng có mà hả ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nữa thiệt. Cha mẹ nói gì ví dụ mình đúng hay sai mình nín thinh đi, rồi khi mình nói với chồng mình em thấy cái đó được vậy đó, má nói không được thì thôi, nó thôi cha má già rồi mình nên yêu thương cha má. Thì em cũng vậy, nói chung là hả ví dụ mà hai người đến với nhau được thì em thiệt nhiều khi mình sống mình phải biết hiếu thuận với cha mẹ, em cứ hiếu thuận với cha mẹ là đứng đi đầu tiên.
ví dụ là lâu lâu về nhà cha mẹ vợ thì ví dụ ổng uống trà thì mình cha mẹ cha uống trà thì con mua cha vài gói trà hay là vài hộp kẹo cha ăn bánh ăn uống trà vậy đó. Còn đối với người phụ nữ thì đối với bên cha chồng cũng vậy, phải hết mực yêu thương cha mẹ chồng và kính và tôn kính cha mẹ chồng, kính chị nhường em mà hết mực yêu thương chồng là điều rất là tốt nhất. Rồi như vậy. Vậy thôi em, ha. Dạ. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Nói chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi á thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về á thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung rồi mâu thuẫn từ trong gia đình á. Gia đình rồi thời gian rồi cho nên là cảm tức thấy là bất đồng về quan điểm dạ, sống đúng không? Thế là dạ. Không có hợp về tính tình hả? Hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Ờ. Rồi bây giờ là em mong muốn là cái người đàn ông của em á là sau dạ, này sẽ dạ. Như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể làm người đàn ông có thể lo cho gia đình được, không có quá nhu nhược quá, có thể quyết đoán được trong mọi cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Không nói nhiều chút được không? Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ, đúng vậy đúng luôn rồi đó. Em cần đó em là cần nói nhiều đúng. Hơn em nữa. Em cần cái người nói nhiều thì nói đúng nha, đừng có nói bậy. Đúng rồi, nói nhiều thì nói đúng nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường ngày em nghe sách của huynh trưởng Bế Thiện á. Với 10 điều ơn của Đức Thầy đó em nghe ngày cái đó về hợp với mẹ em lắm. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao lại về là có em có sợ làm dâu không, có ngại làm dâu dạ không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu, ví dụ như có sai thì cứ em tính em thì thích là sai thì cứ việc nói rồi liền. Có vấn đề đấy em yên tâm em ơi, chứ mẹ em nói chung là rất là tốt. Nói sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không chứ... có vừa lòng là nói ngay mặt cứ nghe. Cứ nói ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Để hồi hai bên gặp mặt nói nha. Dạ. Rồi, bây giờ nói chung là hai cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Em thấy cũng ổn đó. Bây giờ vấn đề là hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Rồi chị cho ý kiến coi sao chị đồng nghiệp. Rồi sau đó mình cho hai bên gặp nhau đi. Cặp này hơi bị lanh luôn á. Em là Huệ Ngọc, em xin chào chương trình. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bà em trai. Em là đồng nghiệp của Giàu. Dạ. Cũng cảm ơn chương trình với cảm ơn anh chị đã cho em của em nó đến đây để nó giao lưu, để nó tìm bạn. Dạ. Giàu thì trong công việc á, thì Giàu rất là năng nổ và nói chuyện cũng dễ mến lắm á. Dạ. Rồi chị thấy em trai này cũng được thì em hai đứa tìm hiểu. Thấy thì cũng thấy tính thì nói chuyện nghe cũng thật, cũng hoạt bát vui vẻ. Dạ. Dạ. Hiền thì em chưa biết được đó, với giờ em thấy nói chuyện thì cũng nhiều á. Rồi Giàu thì cũng nói chuyện cũng hợp. Bên đó đi với ai? Mẹ bận rồi. Bên đó đó, hỏi bên đó đi với ai á? Em chào anh Quỳnh Đinh, chào chị Hồng Vân và chào chị, chào quý vị khán giả. Dạ em thấy chị gái này dễ thương, xinh xắn, hiền đó. Anh em thì ngoan, hiền, chịu khó. Em mong là anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ. Đàn gái rất là xinh xắn, đàn trai rất là hoạt bát. Mà nói nghe cũng thú vị ấy chứ bộ. Bây giờ Linh nghe đàn trai nói Linh cũng thích á. Nó hơi dạ. Nhiều chút xíu thôi nhưng dạ mà nghe kéo, dạ kéo kéo rào đi để cho giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Dạ. Có làm sao rồi mở rào bắt đầu nha. Nhiệm vụ của em đó, có thể lên câu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không, bước tới lên câu vòng cổ luôn được không, cầm quà tới đưa luôn ví dụ vậy. Đứng lên tặng quà kìa, bắt đầu đó. Anh tặng em đặc sản Sóc Trăng với yeah. Một hộp kẹo của Bến Tre. Yeah. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương
đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. À, cái này thì không có giá trị nhiều nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì ví dụ như ở nhà thì có em nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh. Dạ. Để đây nè kia. Ủa em ơi, em đi Sóc Trăng công tác là khoảng bao lâu mới đi một lần? Lâu lâu em mới đi, ví dụ như tầm có khách hàng ở đó thì em mới đi, còn không mấy thì em không có đi. Với lại ở Sóc Trăng á thì nhà cô em ở đó. Cho nên em ở huyện nào em? Sóc Trăng ở huyện tỉnh nào? Lao Dung. Cù Lao Dung hả? Dạ. Cù Lao Dung thì phải qua Phà ha. Dạ đúng rồi. Qua Phà. Ủa thì em làm công tác này là bên tài chính này lâu chưa? Em làm được khoảng một năm mấy rồi. Một năm mấy hả? Dạ. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói đâu mà huyện, anh nghe không rõ. Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Tân Phú Đông này là một gì, Bến Tre hay Tiền Giang em? Tiền Giang anh. Tiền Giang hả? Dạ. Hồi xưa nó là huyện Gò Công Tây á. Dạ. Hôm nào có, nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ. Rồi, mình cảm nhận về nhau thế nào? Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là em thấy em này rất dễ thương. Nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó, nói chung là nói chuyện em thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Còn em gái thấy em trai thế nào? Em hả? Em thì nói chung là thấy thì được nhưng mà có cái là em cũng hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu em, tuổi tác bây giờ trên là 53 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi đâu. Ông bà mình nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó, là nhất chị luôn á. Có sách nói đó nha. sách nói ông bà nói đó. Rồi dạ. Bây giờ mình quan điểm về hôn nhân như gia đình thế nào? Bởi mình đã một lần gãy đổ, mình phải xác định lại điều này để hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Rồi mỗi bên đưa ra quan điểm của mình đi. Nói chung là thông qua chương trình này anh nói chung là từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. Đó, quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan thiệt điểm hôn nhân gia đình thế nào, nói cho cô gái nghe đi. Nói chung là em mà về, nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung là anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em, nói chung yêu thương hết. Đối với em cũng như vậy ha. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 4 gái một trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Anh trai thì hiện tại cũng đi làm cho nên là sống ở khác chứ không có sống ở nhà. Cho nên là hiện tại bây giờ ở nhà em thì chỉ còn có mình ba mẹ với con em thôi. Anh cho em hỏi là nãy em nghe nói là mình có con đúng không anh? Là con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với anh mẹ đó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ghé cho tiền. Nói chung là cũng có ghé cho tiền lại. Nói chung là tình cảm cha con mà. Nói chung là cũng ghé cũng thương lắm. Ví dụ như em đi, ví dụ như là em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em cũng đang nuôi một bé. Không đâu anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là anh có điều đó anh tiến tới. Nhiều khi mình em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông là không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng không có đâu em ơi. Anh thì nói một thì một, hai là hai, chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có, nói trước sau như một. Nói chung là anh trong nhà nói chuyện cũng nói chung là cũng có uy tín, nói chung là vậy. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nói chung là anh lên đây mà anh, nếu mà thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em, thì anh cũng cho cha thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau rồi bữa cuối giữa đường anh không có.
Dạ. Hỏi như vậy, bữa cửa bữa đường này không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà, chứ không phải mà quen nhau rồi bữa cửa giữa đường anh không bao giờ chấp nhận cái vấn đề đó. Dạ. Anh là con, anh nói chung là anh là đọc sách thánh hiền anh biết không có mà lèn èn cái đó được. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy anh nói ở huyện gì anh em quên. Anh ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số à. Xa dữ vậy hả? Trời đâu có xa, đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi như vậy. Bạn này là đi làm MC được nè ha, làm MC được luôn á. Không mà này em thích mấy người nói nhiều vậy á chị. Đó, nói rất là chủ động luôn. Nói nhiều mà không nói bậy mới hay đó chứ. Đúng rồi, chính xác luôn. Nói nhiều không nói bậy mới hay. Rồi bây giờ mình không bàn mà. Cái chuyện về mình có thể sinh thêm con hay không, quan điểm thế nào? Theo em thì chuyện đó là đương nhiên rồi. À, anh cũng nghĩ như em thôi. Vậy đó. Nói chung là vợ chồng phải thương yêu nhau là vậy là ok rồi. Nói chung nhưng mà là... rồi vậy ở ăn ở sao? Ví dụ như là em có nhà riêng chưa? Bạn em trai hả? Á, em hả? Em giờ nói chung là ở nhà em là ở nuôi được ba ô tôm, em với cha với mẹ rồi với đứa cháu nhỏ nữa, đứa cháu con bà chị, hai chồng có làm Sài Gòn gửi rồi đó. Là em ở chung với cha dạ, mẹ? Dạ ở chung, nói chung có mình anh con trai chị Hồng Vân. À, có nghĩa là như vậy là có nghĩa là nghĩa vụ của em là em phải ở với cha má đúng dạ. không? Thì thành ra là em phải nói cái vấn đề đó ra cho bạn biết. Để em, là nếu mà có đến với nhau là mình sẽ làm dâu á đúng không? Em thấy giờ cũng không biết làm dâu gì đâu, con gái giờ nó cũng sướng thấy mồ luôn. Ở dưới quê em nói thiệt, ở dưới quê em giờ nó sung sướng một cái thì thôi luôn em. Sợ nhiều khi sung sướng mà xanh tặc chứ không nghĩ chứ. Không thiệt, ở dưới giờ nói chung là nuôi tôm, vậy coi cỏ thì cũng xịt thuốc. Rồi còn nếu mà nói chung là phụ nữ, nói chung là làm vợ thì thôi ngó trước dòm sau. Coi trước coi sau, ngó trước làm sao trong nhà cửa thì được rồi là ok rồi chứ cũng đâu có làm gì đâu. Rồi giờ em hỏi đi, quan điểm về hai đứa chắc chắn sẽ có con đúng không? Quan điểm của con trai, thích trai thích con gái, để bàn luôn đi. Em mà em thì trai gái gì cũng được trơn á. À, anh cũng vậy, trai gái gì cũng là con của chúng ta. Dạ. À, miễn sao cho năng học đến nơi đến chốn để mà làm việc có ích cho đất nước là được rồi. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau, nói tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay nhìn thẳng vô nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng, anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em, 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim, ta lỡ thương nhau, ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi. Đối đáp bạn gái em. Hát liền câu đó em hát hay lắm, em đứng lên đứng hát nắm tay, nắm tay hai người nắm dạ tay thôi, trời hát hay, hai đứa đứa nào hát cũng hay dạ. Nhìn nhau rồi em gái hát đi, cái này em bị gài nữa. Hát cái gì đi đó. Dạ, hát mà nó nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ nhà em đang nóc nhà năm đồng kỳ lắm á. Ừ hát bài chung đi cưng. Dạ giờ muốn hát bài chung á anh, thôi giờ em muốn xong ca luôn nè. Anh xong biết ca hát bài thì, gì không? Hả? Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài hai đứa mình yêu nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước, hát trước đúng không? Ừ. Câu thôi nha. Câu rồi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, ra biển con đường dạng lá me bay. Ngày hai ta chiều đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Trời ơi. Cái gì? Hợp quá trời đất luôn. Trời đất quá trời hợp luôn. Thôi tới nói chung là mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười. À, nói chung là qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung, qua đẹp thì phải có mùi xuân, gái đẹp thì nhờ cái nết na dịu dàng. Cho chàng có tay ạ. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Anh ngồi bên đó chứ. Rồi rất là dễ thương, bây giờ để tao đúng bấm thôi. Đúng rồi. Quan trọng là cô gái kia có bấm hay không. Em có bấm thì em thích em bấm nha. Em quyết định lên lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Thì đặt bấm thì đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây là đây. Tay trái kìa, kiếm cái nút đi. Rồi. Anh để em kiếm không biết ở đâu kiếm. Đó. Rồi bấm luôn rồi đó. Rồi nè, 1 2 3 có bấm không nè? Nữ. Chúng ta 1, sẽ quyết định 2, bấm đếm.
Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Gia đình Nói chung nếu mà hai đứa có thể tiến đến hôn nhân được thì anh rất là tốt. Tại vì anh thấy em nói chung là em nghĩ em đã lớn tuổi rồi đó chứ không còn trẻ nữa đâu. Em lớn rồi. Em nghĩ em chắc em lớn tuổi rồi. Nên cần một cái gia đình hạnh phúc tương lai để lo cho, nói chung là sanh con để cái, lo cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ là em nhìn vô trong máy á, em tưởng tượng là má đang coi truyền hình, em xin phép má đúng đi rồi. Là để cho em chăm sóc cho vợ của em như thế nói nào lời đó. Thánh hiền nha. Ừ. Xin nói chung là xin hứa với bác nếu mà được thận tình hai đứa đến thành vợ thành chồng thì con sẽ nguyện yêu thương vợ con chứ không có ngoài ra là không có ngó ngén cô gái nào nữa hết trơn á. Dạ. Nói chung là chỉ yêu người một thôi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ em. Xin phép được hôn một cái. Hôn cái không đi. Gái nghèo. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn gái tên gì không nhớ. Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hôn rồi luôn. Không nhớ tên gì nữa. Thôi để chừng nào anh nhớ đi rồi tự anh ráng về anh nhớ giận đi. Rồi đó, giận luôn, rồi đó. Giận luôn. Nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ là như là tên Tân anh. Tại vì em có cái thật xấu em hay quên chứ không có gì hết trơn á. Ngoài ra cái đó là cái gì cũng tốt hết. Em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á. Thiệt à. Thì giờ em nói thì sao chỗ cho cái tên lại đó. Nói sắp thánh hiền đó sao cho cái tên. Nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc. Chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên. Thì không có lấy dao ra giận hờn thù quán. Rồi vậy năn nỉ người ta đi. Em biết tên này. Chương trình đang giúp anh kìa. Nói đi, nói cái ôm cái coi. Gì đó, Ngọc Giàu tha lỗi cho anh. Cảm ơn nhiều nha. Cái tên là ngoan đâu, bắt đầu nè. Anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ, lớn lên. Không có sao. Bắt tên tay. Gì? Ngọc Giàu. Phải tặng quà gió, gió đưa gió đẩy làm hạt mưa uốn éo mà anh lấy em về chắc chắn anh sẽ dạy khôn dạy khéo cho em rồi đó. Đó, dạy khôn dạy khéo cho em. Dạ. Rồi, chúc hai đứa sẽ sớm về chung một nhà nha. Dạ. Đây là cảm món quà anh. Nếu các bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí sản phẩm Amity, đó là nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Cái này của anh Quỳ Linh sản xuất á, cái này chợ nào có bán á. Cái này biết sao không? Cái này anh thấy trước mắt là hai đứa mình quen nhau cũng có cái lợi nhuận. Bây giờ tặng thêm này anh thấy cái lợi nhuận nó dâng đâu vậy đó. Nhưng mà cưới nhau mới tặng xài miễn phí 1 năm. Vậy đó hả? Giờ thì thấy rồi em nói cái lợi nhuận là cưới nhau nè. Cưới nhau mà được lời được con dâu nè. Bên kia lời được thằng rể nè. Rồi lời thêm 1 năm rửa chén ai mà không muốn như vậy. Chưa còn lời nữa nè còn đây vậy? Nè 50% khi mà tụi em nè trang bị những cái này cho gia đình nè. Máy quạt mát nè. Rồi máy nước nóng lạnh rồi cho nó đủ thứ hết trơn nè. Đó 50% khi mà đi mua đồ nha. Anh thấy cái này robot. Còn được nữa đó em. Anh thấy thiệt à, anh thấy cái này là quá lời luôn á. Lời lắm. Còn nữa anh. Bé heo safe perfume. Safe perfume. Cái này sao anh? Nước hoa. Vậy đó hả? Nước hoa cao cấp đó. Rồi, thấy ghê không? Ừ. Còn đây nữa nè. Đây là nước nóng Senton. Nhập ở Mã Lai. Ha, còn đây là nước mắm hiệu Owen. Nước nóng hiệu Atlantic Pháp nhập khẩu ở Thái Lan. Tụi em á là được một đổi một nếu mà có cái chuyện gì xảy ra ha, trị giá là 7 triệu đồng. Đó là cái này mình gắn ở đâu hay mua đâu cũng được không chị ha? Cái này là có luôn rồi đó. Là gắn ở trong toilet trong nhà để máy nước nóng để mình tắm á cưng. Cái này lời của em ha. Lời lắm luôn. Về đem cho cha má tắm trước nha. Đúng rồi. Tặng một cái cho cha má, một cái cho mình, đúng không? Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Rồi đưa bạn gái đi đến nơi nào mình thích. Chờ bạn gái đi trước nào. Em đi nè. Cái đồ kìa, quên luôn rồi kìa, trời ơi. Nè. Cái kia nữa kìa. Cái hộp kia nữa kìa.